thì phước đức sau thù thắng hơn. Vì sao? Trừ như Lai ứng chánh đẳng giác vì các loại hữu tình mà dùng tâm đại bi, nên đối với xá lợi của chư Phật ai cúng dường cung kính thì được cứu độ. Khi Như Lai sắp vào niết bàn, dùng sức tam ma địa như kim cương đập vỡ thân kim cương thành nhiều mảnh như hạt cải, lại dùng thần lực gia trì đại bi sâu rộng, khiến cho sau khi Như Lai nhập niết bàn, số lượng xá lợi Phật nhiều viên như hạt cải. Nếu ai cúng dường cung kính, đạt được vô biên phước đức, hưởng thọ nhiều an lạc thù thắng trong trời người cho đến sau cùng chấm dứt được các khổ. Cho nên người đem xá lợi Phật cho người khác thì phước đức thù thắng hơn. Phật khen trời Đế Thích: lành thay, đúng như lời ông nói. Kiểu Thi Ca: đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu tự thọ trì cúng dường cung kính, lưu truyền rộng rãi cho người khác, hai phước này phước sau nhiều hơn. Vì sao? Vì số sự trao truyền cho người khác nên vô lượng vô số hữu tình được lợi ích an lạc. Lại nữa, kiểu Thi Ca: nếu có người đối với nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đã thuyết, mà như thật phân biệt giải thích cho người, giúp cho họ được giải thoát, đạt được phước đức thù thắng hơn cả trăm ngàn phần công đức của người lưu truyền. Cung kính pháp sư này như cung kính Phật, cũng như phụng sự tôn kính người phạm hạnh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm tức là chư Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không khác chư Phật không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Vì sao? Vì chư Phật ba đời đều nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tinh cần tu học chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bậc phạm hạnh, nên biết tức là trụ ở Đại Bồ Tát bất thối truyền. Đại Bồ Tát cũng nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tinh cần tu học, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hàng chủng tánh thanh văn cũng nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tinh cần tu học, đắc quả A-La-Hán. Hàng chủng tánh độc giác cũng nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tinh cần tu học, chứng đắc độc giác Bồ Đề. Bậc chủng tánh Bồ Tát cũng nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tinh cần tu học, vượt qua các hàng thanh văn độc giác vân vân, chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lần tu hành tất cả Bồ Tát hạnh, được trụ ở Bồ Tát bất thối truyền. Vì vậy, kiểu Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn dùng vô lượng tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen vị Phật hiện tại, thì nên chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm thâm, dùng vô lượng tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Kiểu Thi Ca: khi vừa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta quan sát nghĩa này nên suy nghĩ, ta nên y chỉ vào ai để an trụ, ai xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường cung kính của ta. Khi nghĩ như vậy, hoàn toàn không thấy trời ma phạm người chẳng phải người vân vân nào bằng ta, vốn gì là hơn ta. Ta lại suy nghĩ, ta nên y chỉ vào pháp quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà ta đã chứng, pháp này thậm thâm tịch tịnh vi diệu, ta sẽ y chỉ pháp này để an trụ cúng dường cung kính, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Kiểu Thi Ca: ta đã thành Phật còn nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa cúng dường cung kính, huống chi các thiện nam thiện nữ vân vân muốn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà lại không nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm để tinh cần tu học, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Kiểu Thi Ca: vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm có thể sanh ra chúng Đại Bồ Tát, từ chúng Đại Bồ Tát này sanh ra chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, lại nương tựa vào chư Như Lai ứng chánh đẳng giác mà thanh văn độc giác được sanh ra. Vì vậy, kiểu Thi Ca: nếu Bồ Tát thừa, độc giác thừa, thanh văn thừa, các thiện nam thiện nữ vân vân đều phải tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng vô lượng thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì thanh văn độc giác và Bồ Tát thừa cốt yếu nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa để tinh cần tu học đạt đến cứu cánh. Lại nữa, kiểu Thi Ca: nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình ở châu thiện bộ, đều làm cho họ an trụ nơi mười thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Các thiện nam thiện nữ vân vân này do nhân duyên đó mà được nhiều phước đức chăng? Trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thế Tôn rất nhiều. Phật dạy, kiểu Thi Ca:
Nếu có thiện nam, thiện nữ, vân vân nào viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, đọc tụng cho người, hoặc viết chép lưu truyền rộng rãi, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này phước đức được nhiều hơn trước. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cho đến tất cả pháp vô lậu, các thiện nam, thiện nữ, vân vân đã học, đang học, sẽ học trong đó, hoặc đã nhập, đang nhập, sẽ nhập chánh tánh ly sanh của chủng tánh thanh văn, lần lần cho đến đã chứng, đang chứng, sẽ chứng quả A-la-hán, hoặc đã nhập, đang nhập, sẽ nhập chánh tánh ly sanh của chủng tánh độc giác, lần lần cho đến đã chứng, đang chứng, sẽ chứng độc giác bồ đề, hoặc đã nhập, đang nhập, sẽ nhập chánh tánh ly sanh của chủng tánh Bồ Tát, lần lần tu hành các Bồ Tát hạnh, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Kiểu thi ca, trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm đã thuyết tất cả pháp vô lậu, đó là bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ cho đến tám trì thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đại, pháp môn giải thoát không vô tưởng vô nguyện, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, nằm lại mất sáu phép thần thông, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tàm Mà Địa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vô lượng vô biên Phật pháp khác, đều là tất cả pháp hữu lậu được thuyết trong đây. Hết quyển thứ 503.